Đợt dịch vừa qua do nhà em vướng điều kiện nên là em phải về quê học, thì đường truyền ở quê và đường điện ở quê có kém và nó ngắt liên tục nên là em không thể tham gia liên tục được các tiết học online. Cùng triển khai học từ xa cho tất cả học sinh, nhưng mỗi em lại có điều kiện học tập khác nhau. Nên để đánh giá được đúng năng lực học sinh, nhiều trường học đã đầu tư tổ chức kỳ thi khảo sát cho học sinh lớp 9. Tất cả quy trình nghiêm túc như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Qua đó giúp học sinh làm quen dần với cách thức và có chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Từ đó thì nhà trường có cái định hướng cho các con trong việc ôn thi vào 10, ví dụ như là phân chia nhóm đối tượng học sinh để củng cố kiến thức theo nhóm khá giỏi, nhóm trung bình yếu. Để giảm áp lực cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 trong năm học đặc biệt này, nhiều trường công lập tự chủ sẽ tiến hành tuyển sinh sớm hơn kỳ thi của thành phố. Không tổ chức các kỳ thi thử, nhưng trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục đã dày công xây dựng một ngân hàng đề thi trực tuyến, hỗ trợ học sinh ôn thi mọi lúc, mọi nơi. Và các bạn học sinh hoàn toàn có thể truy cập tại nhà, làm và được chấm điểm để xem là mình đang ở mức nào. Nội dung thi của nhà trường thì tuân thủ đúng những cái nội dung tinh giản theo chương trình của Bộ, cho nên là các bạn học sinh lớp 9 cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Xác định sức nóng của kỳ thi vào 10 tại Hà Nội, một phần do tâm lý chạy đua vào các trường chuyên, lớp chọn, nhiều giáo viên cho rằng để giảm nhiệt cho kỳ thi này phụ thuộc rất lớn vào chính học sinh và gia đình các em trong việc lựa chọn trường lớp. Nên chọn trường phù hợp với năng lực của học sinh. Tiêu chí thứ hai, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hai nguyện vọng đã lựa chọn. Tiêu chí thứ ba là lựa chọn theo thương hiệu của nhà trường. Tiêu chí thứ tư là lựa chọn theo vị trí địa lý phù hợp đối với học sinh. Đảm bảo hài hòa 4 tiêu chí như trên thì việc lựa chọn trường sẽ không gây áp lực đối với lại phụ huynh cũng như học sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra vào 17 và 18 tới đây. Năm nay Hà Nội sẽ chỉ tổ chức thi 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh thay vì 4 môn như năm trước. Mỗi học sinh sẽ có 2 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể các nguyện vọng dự tuyển vào các trường chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.